Xin chào con, hôm nay là ngày 16 tháng 2024 thì cũng là ngày mùng 7 Tết rồi. Thật sự thì đối với cây trồng nàng thì mình cũng luôn luôn hỗ trợ cho bà con nông dân chúng ta. Mặc dù hôm nay là giai đoạn mới vừa ăn Tết xong, nhưng một số nhà vườn của bà con nông dân chúng ta trong giai đoạn là bơ bút xả nhị, nên mình rất là hỗ trợ hết mình cho con nông dân chúng ta về công tác mà thăm vườn. Thì đối với cái vườn này thì mình cũng nhắc lại cho con xem. Đây là vườn của anh Hạnh thuộc huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Thì vườn của anh thì hôm trước mình đã cập nhật con xem ở phần 196 á, là lúc mà bơ phân tầng giai đoạn 2, giai đoạn 3. Thì một số bà con nông dân chúng ta có thể quay lại xem ở clip trước. Thì vườn này hôm nay mình quay lại, thứ nhất là kiểm tra về cái vấn đề và tốc độ xả nhụy hình thành đầu trái non là việc đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình xem, thứ nhất là nhiệt độ và độ ẩm của vườn để cho nhà vườn chúng ta tưới lượng nước cụ thể nhất định để đạt được hiệu quả cao. Mặc dù đối với bơ bút á, thì rất nhiều bà con nông dân chúng ta có nhiều ý kiến về vấn đề tưới giữ ẩm, nhưng đối với mình luôn luôn hỗ trợ bà con là cái vấn đề giữ ẩm bất cứ cây trồng nào trong giai đoạn ra hoa đậu quả non lúc nào cũng phải duy trì độ ẩm từ 30 đến 70%. Đó là một trong những vấn đề rất là quan trọng và thiết yếu nhất của bà con nông dân chúng ta. Nếu như năm nay 2024 này thời tiết chúng ta rất là sốc nhiệt và thay đổi nhiệt độ rất là bất chợt, nên qua đó mà con nông dân ta tưới nước không đều dẫn đến tình trạng là sốc nước rất là nhiều. Khi mà sốc nước như thế này á thì hoa chúng ta rụng bất chợt và con không biết rụng lý do nào, nguyên nhân nào. Nên để rút kinh nghiệm thì năm nào và clip nào mình cũng đưa ra những phương án mới và phương án hay cho con xem để con ta rút ra được những cái kinh nghiệm để làm vụ mới khác nhau và hay hơn. Như trên vườn này bà con xem á, mình quay rất là chi tiết cụ thể con xem, bơ xả nhụy rất là mạnh. Và trong giai đoạn này mình cũng khuyến cáo bà con nông dân chúng ta là cần phải kiểm tra thăm vườn, thứ nhất là nắm bệnh sâu bệnh hại và phun dưỡng hoa, dây cúng hoa trong giai đoạn này. Thì mình cũng nhắc nhở bà con á, để kiểm tra được cái quá trình đậu trái từng giai đoạn theo chu kỳ 7 đến 10 ngày một lần á, thì con phải kiểm tra kỹ cho mình thì con mới thấy được cái sự thay đổi của vườn. Thứ nhất, tại sao vườn này mình phải kiểm tra con xem? Vì khi kiểm tra thế này á, bà con phải để ý từ trên đầu ngọn và những vùng mà ở ánh sáng mặt trời lặn á, thì tỷ lệ xả nhụy tắc cánh hoa đậu trái hầu như là cao hơn so những cái phía mà mặt trời mọc. Vì sao? Cái đó là thứ nhất là quá trình phân hóa mầm hoa đối với cái vùng mà mặt trời lặn thế này á, nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn so với cái mặt trời mọc. Nên qua đó rất nhiều bà con nông dân chúng ta thắc mắc là tại sao vườn mà con nông dân ta không đều có rất nhiều mặt. Cái thứ nhất là chế độ dinh dưỡng, cái thứ hai là con phun thuốc điều tiết phân hóa mầm hoa đã đều hay chưa. Đó là một trong những vấn đề rất là cơ bản và thiết yếu. Vì sao cái vườn này mà con thấy tỷ lệ rất là đều, hầu như là được 70% là vườn đang nở hoa, nở rộ, hình thành trái non và xả nhụy, đang xả nhụy. Mình sẽ quay con xem về tất cả các lượng trái mà trên cây bơ bút này đã đậu. Thì vườn này nói chung là cây cũng rất là lớn tuổi rồi, trên 10 năm có, và có những cây 11, 12 năm. Nên mình quay rất chi tiết cụ thể con xem về quá trình mà nở hoa đậu trái thế này. Thì vườn này mình quay cũng rất là chi tiết cụ thể, nên bà con xem và đồng hành cùng mình. Thì thật sự là đối với năm mới này thì mình không có gì. Thứ nhất là con chúc cho tất cả bà con nông dân chúng ta một vụ mới, năm mới. Thứ nhất là đạt được mùa, đạt được năng suất và được giá thành cao. Cái thứ hai nữa là cũng cảm ơn một con nông dân chúng ta đã đồng hành theo trái cây theo mùa Đắk Lắk một vụ 2024 này và một vụ mới để cho năng suất cao hơn và hiệu quả hơn. Đó là những cái vấn đề cơ bản thiết yếu với cây bơ bút năm nay. Thật sự đối với cây bơ, hạt cây sầu riêng, hạt bắp ca, hạt tất cả cây trồng khác thì mình luôn luôn cập nhật và chia sẻ với con. Không phải cây trồng nào mình cũng ưu tiên, vì có rất nhiều bà con nông dân chúng ta có những cái nguồn thu khác nhau và có những cái việc mà con nông dân ta trồng những cây đó lâu rồi, giờ con quay lại trồng mới thì rất là khó. Nên mình luôn khuyến cáo bà con là tận thu, đang có cái gì thì mình chăm sóc cây đó, mặc dù giá thành mỗi cây trồng mỗi năm mỗi thay đổi và khác nhau, nên mà con có thể tận dụng. Còn như trên vườn này mình sẽ quay chi tiết con xem về cái quá trình mà hình thành đậu trái, tỷ lệ đậu rất là cao rồi, nên mà con nông dân ta luôn luôn phải theo dõi vườn và chăm sóc vườn cho hiệu quả hơn. Và con nhìn đối với vườn này con xem á, tất cả cánh hoa rất là mập, rất là khỏe. Vì sao? Vì thứ nhất là con chúng ta phun dưỡng hoa, dây cúng hoa rất là đều và chi tiết, nên cái quá trình
cây bô bút chúng ta rất là khỏe. Và khi khỏe như thế này á, thì bà con chúng ta sẽ làm được, thứ nhất là năng suất cao, cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ mà gió chúng ta quật á, thì sẽ giúp cho cao dài đi, không thể nào rụng được. Không phải là không thể nào rụng được mà giảm tỷ lệ rụng khi có lượng gió lớn. Còn nếu với những vườn mà con ta không phun thuốc á, con để theo tự nhiên á, thì khi gặp gió lớn thế này thì mình nghĩ là tỷ lệ rụng hoa tháo cánh hoa rất là nhanh. Đó là mình chia sẻ theo quan điểm cá nhân của mình. Thì đây là toàn bộ cái vườn này, mình sẽ quay rất là chi tiết con xem về hoa lá để con đối chiếu vườn mà con nông dân chúng ta có giống hay khác không. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi video đi, mình sẽ sớm cập nhật những video mới và video hay cho con xem. Clip này rất là dài, mình quay rất chi tiết toàn bộ vườn này, những cây nào đậu và đậu tỷ lệ bao nhiêu mình sẽ kiểm tra rất là chi tiết con xem. Đó là những vấn đề thực tế để con ta theo dõi. Còn clip mà ở phần 196 là bà con cũng theo dõi được rồi. Đó là những cái vấn đề tiếp nối của những phần mà mình hướng dẫn con ta chăm sóc. Nên đôi lúc những bà con nông dân ta thắc mắc là muốn xem được toàn bộ quá trình đối với cây bô bút đến lúc đậu trái thì mình luôn hướng dẫn cho bà con, để tránh tình trạng một số bà con nông dân chúng ta xem được một phần và phần tiếp theo còn không xem được. Nên với 2024 này mình sẽ cập nhật kỹ hơn từng giai đoạn, từng vườn của bà con nông dân chúng ta để con chúng ta làm hiệu quả và đạt năng suất cao hơn. Thật sự đối với giai đoạn này rất nhiều bà con nông dân chúng ta vẫn bỡ ngỡ và thắc mắc là có nên tưới nước hay không. Thì mình vẫn chia sẻ con vẫn tưới giữ ẩm bình thường cho mình. Thì vườn này mình sẽ tí nữa mình sẽ quay toàn bộ cái hệ thống bét tưới nhỏ giọt, bét tưới phun sương cho con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.